Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Vòng 13 V-League 2022, cơ hội cải thiện vị trí của 4 đội tạm xếp cuối bảng. Hai cặp đấu đáng chú ý tại vòng 13 V-League 2022 là cuộc tiếp đón Nam Định FC trên sân nhà của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và trận derby giữa thành phố Hồ Chí Minh với Sài Gòn FC tối 19:20. Vòng 13 giải bóng đá vô địch quốc gia, Nai Gulf 2022 V-League 2022 sẽ đồng loạt khởi tranh trên các sân vận động Pleiku Gia Lai, Hà Tĩnh, Hàng Đẫy Hà Nội, Bình Dương, Quy Nhơn Bình Định và Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Cả 4 đội Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC đang cùng đứng ở khu vực cuối bảng xếp hạng với điểm số không chênh lệch nhau quá nhiều. Một trận thắng với 3 điểm trong tay sẽ là cơ hội giúp vị trí của họ được cải thiện. Trên sân Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 8, đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện đang có mạch thi đấu không thực sự tốt khi có tới 4 trận thua trong 5 vòng đấu gần đây. Nhưng trên thực tế, khi xem xét đối thủ Nam Định của họ, người hâm mộ đều dễ dàng nhận thấy đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công không để thua quá nhiều. Chủ yếu họ mất điểm khi bị thua với tỷ số cách biệt tối thiểu như thua Sông Lam Nghệ An 0-1 ở vòng 7, thua Hà Nội 1-2 ở vòng 9, thua Sài Gòn FC 3-4 ở vòng 10. Nam Định FC cũng đang không có được phong độ ổn định. Vấn đề lớn khác mà ban huấn luyện có lẽ đang phải chịu là đến từ người hâm mộ, những người đã luôn sát cánh cùng câu lạc bộ. Sau những trận đấu gần đây, một số lượng lớn cổ động viên đã bày tỏ ý kiến phản đối huấn luyện viên của câu lạc bộ trên các fanpage. Thậm chí một số trang tuyên bố ngưng tiếp lửa cho câu lạc bộ nếu như không có sự thay đổi. Điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý các cầu thủ và ban huấn luyện. Cả Nam Định FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều đứng ở khu vực đền đỏ trên bảng xếp hạng và chỉ hơn kém nhau một điểm. Việc giành được 3 điểm trọn vẹn chắc chắn sẽ là mục tiêu hướng đến của cả hai đội. Trên sân Thống Nhất, trận derby giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC cũng ở tình trạng tương tự. Một đội đang đứng cuối bảng xếp hạng với 7 điểm và một đội đứng ngay kế trên với 9 điểm. Nếu sự nỗ lực, quyết tâm không được cụ thể bằng 3 điểm thì sẽ rất khó cho cả hai khi mà chặng đường V-League 2022 đang đi tới chặng giữa. Một trận đấu cũng rất đáng chú ý tại vòng đấu này diễn ra trên sân Quy Nhơn. Topland Bình Định sẽ dốc toàn lực để giành trọn điểm số khi tiếp đón đội khách Đông Á Thanh Hóa. Việc có được chữ ký của thủ thành Văn Lâm được xem như mảnh ghép giúp đội bóng đất võ thêm hoàn thiện. Cuộc lội ngược dòng trước Tội Phạm Hồ Chí Minh ở vòng 12 đã cho thấy quyết tâm của họ. Ở cầu môn đối diện, một thiệt thòi đáng kể với đội khách Đông Á Thanh Hóa ở trận này là vắng mặt huấn luyện viên Petrovic vì thẻ phạt. Bởi vậy, tuy vừa thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng trước, nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn sẽ bị đặt vào cửa dưới ở trận đấu này. Vòng 13 cũng chứng kiến Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Hải Phòng trên sân Pleiku, Sông Lam Nghệ An tới làm khách tại thủ đô gặp Viettel và BKMX Bình Dương gặp Hà Nội trên sân Bình Dương. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào về các cặp đấu trên hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!